Hiệp 1 của trận đấu đã bắt đầu. Trong hiệp 1, trong bộ trang phục màu tím thì BKB Bình Dương sẽ bảo vệ phần sân bên phía tay phải. Vừa rồi là tình huống đi bóng của Victor Masaray. Văn Đức là người thực hiện quả đá phạt. Cơ hội. Đã có tình huống chạm bóng của Phạm Xuân Mạnh để giúp cho BKB Bình Dương giành chiến thắng với tỷ số 4-3 trước câu lạc bộ Nam Định. Đây là tình huống mà trọng tài Ngô Duy Lân đã thổi phạt với Phạm Xuân Mạnh và Bruno. Xuân Thắng. Những trụ cột của câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An sẽ hết hạn hợp đồng và bóng đá xứ Nghệ sắp sửa sẽ phải đối diện với bài toán lực lượng, sự nguy hiểm về phía khung thành của cả hai đội. Để mất bóng rất nguy hiểm, Phạm Văn Đức. Đây có thể coi là cơ hội đầu tiên. Dứt điểm. Rất tiếc là pha dứt điểm của Phạm Văn Đức, bóng đã bay vào sang ngang khung thành của Sơn Hải. Cơ hội rất đáng kể dành cho Sông Lam Nghệ An, nhưng nó đã trôi qua trước mũi giày của Phạm Văn Đức. Đó là tình huống mà Phạm Văn Đức có nhiều hơn một lựa chọn. Cánh trái có Văn Việt, cánh phải có Bruno Henrique. Chuyền bóng cho ai cũng có thể tạo ra được một cơ hội. Nhưng cuối cùng thì số 20 đã chọn giải pháp dứt điểm. Thực tế thì đây không phải quyết định tôi, khi mà trước mặt anh là một khoảng không gian rất rộng. Nỗ lực. Đó là nỗ lực của Omar và ngay lập tức thì Tiến Linh có mặt. Rất tiếc là pha dứt điểm bằng đầu của Tiến Linh. Nhưng nếu so về tính hiệu quả thì rõ ràng tình huống đánh đầu vừa rồi của Tiến Linh là tốt hơn so với pha dứt điểm của người đồng đội trên đội tuyển quốc gia Phạm Văn Đức. Xuân Thắng. Cao Xuân Thắng. Đường chuyền rất hay dành cho Văn Việt. Cơ hội. Phạm Văn Đức 1-0 dành cho Sông Lam Nghệ An ở pha dứt điểm thứ hai của mình. Phạm Văn Đức đã ghi tên mình trên bảng tỷ số và tạo ra được cách biệt 1-0 dành cho câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An. Một thế trận hoàn toàn cân bằng đã diễn ra kể từ thời điểm trước khi Phạm Văn Đức ghi bàn. Nhưng đó là tình huống mà ông Kim An Un đã không thể bỏ qua được, một điểm nhấn dành cho Phạm Văn Đức. Niềm vui dành cho các cổ động viên của Sông Lam Nghệ An. Niềm hy vọng của đội bóng xứ Nghệ mang tên Phạm Văn Đức thêm một trận đấu nữa đã tỏa sáng. Trước đó là một đường chọc khe rất hay của Bruno Henrique dành cho Văn Việt. Và thực tế thì pha xử lý của Văn Việt cũng vô cùng ấn tượng. Nó khiến cho tình huống xoạc bóng của Raboli trở nên thành vô nghĩa. Bàn thắng thứ tư của Phạm Văn Đức trong ngày mà anh là chủ nhân và được trao thưởng bàn thắng đẹp của tháng 3. Một tình huống phối hợp hay. Một tình huống phối hợp bộ ba tam giác giữa Bruno Henrique, Văn Việt và người kết thúc là Phạm Văn Đức. Một bàn thắng và một đường kiến tạo trong ngày mà câu lạc bộ Hà Nội giành chiến thắng 4-0 trước Thành Quảng Ninh. Các tuyển thủ càng ghi bàn càng chơi hay thì niềm vui càng đến với ban huấn luyện của đội tuyển Việt Nam. Lại là Văn Đức. Bóng đã trúng chân của Rabo Ali. Mặt trận tấn công thì rõ ràng Phạm Văn Đức là nguồn cảm hứng lớn nhất của đội bóng xứ Nghệ. Không phải Peter Samuel, cũng không phải Bruno Henrique. Đây là cầu thủ có thể tạo ra được những khoảnh khắc. Cơ hội dành cho Tiến Linh. Tiến Linh. Phá dứt điểm là quá nhẹ. Nó chưa đủ khó để đánh bại thủ môn Văn Hoàng. Cơ hội thứ hai dành cho Tiến Linh ở trận đấu ngày hôm nay. BKB Bình Dương cần nhiều hơn những tình huống phối hợp nhanh như vậy. Bóng đã được triển khai từ Papeoma. Chuyền bóng cho Victor Masaray. Và người cuối cùng
điểm nhận cuối cùng đó là Tiến Linh. Dứt điểm. Rất may là một tình huống phá bóng của Igor Jelic, bóng trúng người một cầu thủ và bật lại về phía khung thành của thủ môn Văn Hoàng. Rất may cho khung thành của câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An. Đó là tình huống phá bóng của Hoàng Văn Khánh. Có lẽ là bóng đã chạm người của Igor Jelic và bật ngược trở lại khung thành của Văn Hoàng và không thể tạo ra được những pha bóng đột biến. Rất hay. Văn Việt. Rồi, góc vào. Một chút thiếu may mắn sau pha dứt điểm của Văn Đức. Trước đó là một tình huống giật gót vô cùng nghệ thuật của Phan Văn Đức. Bóng được truyền ra dành cho Nguyễn Văn Đức. Bóng trúng sang ngang khung thành của thủ môn Sơn Hải. Vẫn là Văn Việt người thực hiện đường kiến tạo cuối cùng. Phòng ngự tuyến 2 của BKP Bình Dương đã lỗi trong pha bóng này. Các thành viên của ban huấn luyện câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An đã phải bật đứng cả dậy. Cơ hội tiếp theo, Bruno Henrique không ăn mừng. Có lẽ là đã có tình huống việt vị dành cho tiền đạo người Brazil. Những phút sóng gió liên tiếp xuất hiện trước khung thành của thủ môn Sơn Hải. Và trợ lý trọng tài Huy Hoàng là người đứng gần nhất ở tình huống bắt việt vị này. Quá chuẩn xác trong pha bóng. Một tình huống căng cờ kịp thời và chuẩn xác. Không cãi vào đầu được. Nhìn vào cách tiếp cận trận đấu và tinh thần của các cầu thủ Sông Lam Nghệ An ở trận đấu này đã mang đến một diện mạo tích cực hơn. Omar, cơ hội. Rất tiếc, cùng nhau xem lại tình huống mà Tô Văn Vũ đã thực hiện một đường chuyền rất tốt dành cho Omar. Đây được coi là một cơ hội dành cho đội trưởng của BKB Bình Dương. Omar đã không còn là chính mình so với thầy Hoàng Kim là người của câu lạc bộ FLC Thanh Hóa. Tô Văn Vũ. Vừa rồi bóng đã khép chặt đầu của Thái Bát Sang. Chúng ta cùng phải xem lại, đã có một tình huống mà có lẽ là penalty dành cho BKB Bình Dương. Đúng là đã có một quả phạt đền dành cho đội bóng đối thủ. Trọng tài Ngô Duy Lân chỉ tay vào chấm phạt đền. Còn ở khu vực cabin huấn luyện của Sông Lam Nghệ An, huấn luyện viên Ngô Hoàng Trường không thể tin vào mắt mình. Trọng tài Ngô Duy Lân đã thổi phạt với tình huống đẩy người của Phạm Xuân Mạnh. Xuân Mạnh đã phạm lỗi với Rabo Ali, nâng thành tích ghi bàn của mình lên con số 6. Tiến Linh và Văn Hoàng không vào. Tiến Linh đã bỏ lỡ một cơ hội 10-10. Và lần thứ hai ở trận đấu này thì những pha dứt điểm của cầu thủ đối bên đã trúng sang ngang. Nhưng pha dứt điểm của Tiến Linh mới thực sự là đáng tiếc, khi anh đã khiến cho đội nhà không thể có bàn thắng quân mình tỷ số. Còn cá nhân mình đã không thể nâng số bàn thắng của mình. Thực sự là vô cùng đáng tiếc. Cơ hội đã đến một cách vô cùng bất ngờ, nhưng nó cũng đã trôi qua trước mũi giày của Nguyễn Tiến Linh một cách ngạc nhiên trong sự buồn chán của huấn luyện viên Phan Thanh Hùng. Thiện Đức. Thiện Đức đã để mất bóng. Pha chạm bóng đầu tiên của Mạnh Quỳnh. Phan Văn Đức có đủ quân số tấn công. Phan Văn Đức không, lại là một cú đúp. Cứ không ghi bàn thì thôi, cứ mỗi lần ghi bàn thì số 20 của Sông Lam Nghệ An phải ghi được hai bàn thắng mới thỏa mãn. Sau cú đúp trên sân Hòa Xuân thì bây giờ hai bàn thắng của Phạm Văn Đức, trong ngày mà câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An đang rất cần một chiến thắng để cắt mạch 3 trận thua liên tiếp. Phút thứ 81 và Phạm Văn Đức vẫn là ngòi nổ nguy hiểm nhất bên phía câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An. Và ngày hôm nay người ta sẽ ví von rằng Phạm Văn Đức 2 và BKB Bình Dương 0. Quan sát rất kỹ và chọn một cú cứa lòng đánh bại toàn bộ hệ thống phòng ngự và thủ môn Sơn Hải của BKB Bình Dương. Tất cả mọi thứ là hoàn hảo. Không một ai áp sát
với pha dứt điểm vừa rồi của Phạm Văn Đức. Người vào sân tay người Mạnh Quỳnh đã thực hiện để lại điểm nhấn của mình. Đây chính là pha dứt điểm sở trường của Đức Cọt. Quá nhiều khoảng trống, thời gian để ngắm nghía và thực hiện một pha dứt điểm không thể tuyệt vời hơn. Phạm Văn Đức 2 và BKB Bình Dương 0. Một ngày mà những tuyển thủ bên phía hai đội bóng thể hiện phong độ hoàn toàn trái ngược. Mạnh Quỳnh, chạm Mạnh Quỳnh không được. Cao Xuân Thắng đã không thể chạm bóng sau tình huống vừa rồi của Mạnh Quỳnh. Vào sân chưa đầy 10 phút nhưng Trần Mạnh Quỳnh ở trận đấu đầu tiên của mình tại sân chơi V-League đã có được hai tình huống kiến tạo rất hay. Một tình huống phá bẫy về vị thông minh. Nếu đủ tự tin, Mạnh Quỳnh có thể quan sát và thực hiện một pha dứt điểm. Tiến Linh không vào. Quá thiếu may mắn. Thực sự là không may mắn cho Tiến Linh. Lần thứ hai pha dứt điểm của Tiến Linh, bóng đã trúng sang ngang. Lần này thì đúng là vận may đã không thuộc về BKB Bình Dương. Không là của BKB Bình Dương, không thuộc về Tiến Linh. Pha dứt điểm bóng sống và vẫn là sàng ngang để cứu thua cho Sông Lam Nghệ An và khước từ bàn thắng đầu tiên của anh ở trận đấu này. Ở chặng đường còn lại, Thái Bá Sang. Chiếc thẻ vàng thứ hai dành cho Thanh Thảo, một chiếc thẻ đỏ. Hai chiếc thẻ vàng liên tiếp của Thanh Thảo trong khoảng 5 phút. Tình huống rút thẻ vàng thứ hai, ông Ngô Duy Lân đã nhanh chóng cắt còi. Bởi Ngô Duy Lân, ông đã có được một vị trí quan sát thuận lợi. Thua tỷ số, thua cả về nhân sự và thiếu cả may mắn. Một ngày kém toàn diện của BKB Bình Dương. Làm sao qua mắt được ông Ngô Duy Lân ở vị trí quan sát vừa rồi. Một tình huống đạp thẳng vào khu vực đầu gối. Hai thẻ vàng của Thanh Thảo